tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn. Cái tới ngày cuối cùng á, sáng 8:30 là em đi quay phim, thì ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn. Thì sáng đêm luôn rồi. Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ. Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em quên bên quận 7 nó hơi xa. Nhà ảnh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự. Ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi ổng sao. Thôi ổng có uy tín không? Có uy tín không? Chào chị Hương Vân, chào anh Quốc Thịnh. Em tên Nguyễn Chấn Tính. Nguyễn Chấn Tính luôn ha. Trắng. Trắng. Nguyễn Trắng. Chấn. 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 Nguyễn Chấn Tính. Dạ vâng vâng. Chấn Thành với Chấn Tính. Đó, gom lại. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 tuổi. Em sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh ạ. Công việc hiện tại của Tính là gì? Dạ em bên nhóm nhảy à. Dancer. Dạ hồi trước dancer, giờ nghỉ à. Ủa nhưng mà bây giờ là em hoạt động ở đâu? Dạ em giờ quản lý nhóm nhảy luôn. Chữ như vậy. Dạ. Giờ mình lên chức rồi ha. Dạ. Và em? Dạ em tên là Hải Vi. Hải Vi. Dạ. Mẹ Hải Vi tên là gì? Dạ anh Cao. Tôi nghi rồi. Sao? Bạn Facebook của tôi đó. Mẹ của Vi là bạn Facebook của chị. Ủa gì hả? Ủa. Mà sao chị phát hiện vậy? Tại vì cái mặt giống. Giống hả? Ừ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi, công việc như thế nào? Dạ em 27 tuổi. Trước đây thì em cũng là dancer, là diễn viên tự do. Bây giờ là diễn viên tự do đúng không? Không, bây giờ thì em làm mẹ bỉm. Vậy hả? Là mới à? Mới à cưng? Dạ, con được 8 tháng rồi. Chắc có lẽ là hai đứa là như là đi diễn gặp nhau rồi là quen nhau này. Dạ, quen không? Nhau trong hậu trường đúng không? Dạ không có gặp luôn à. Không biết nhau luôn. Thực ra là hai vợ chồng làm chung một ngành. Nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau. Bạn bè chung thì đã rất là nhiều. Hỏi tới bạn chung thì ai cũng biết hết. Hay ho nhỉ. Rồi vậy cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Người ta nói là đi comment dạo mà có chồng á. Nghĩa là nhiệt tình comment lắm đúng không? Hôm đó em vô tình lướt Facebook thì thấy là cái chị chơi chung với em á. Đợt đó thì em cùng một cái nhóm bạn là hay chơi bắn súng online, thì chị up hình với lại chồng em và ba người bạn nữa. Tự nhiên không biết tại sao cái em mới comment vào, em nói là anh áo đen ngồi phía sau nhìn có vẻ ngon nhỉ. Ngon miệng đó. Em đọc được comment đó đúng không? Dạ. Đọc cái câu đó làm sao thấy như tự em, ái ghê không? Như em trả lời là ngon thì ăn đi. Anh đoán được luôn á. Nhưng mà chắc chắn ta là comment em vậy thì em nói em trả lời làm sao? Thôi đừng em ăn có nữa. Dám không? Đừng ăn nữa, anh là bông đã có chủ rồi. Ủa nhưng mà là chắc chắn là em phải coi cái hình nền thì em mới comment trả lời kiểu đó. Dạ em comment xong rồi em mới coi nha. Dạ thấy cô này sao? Cô Facebook thì thấy cũng bị ảo lắm. Dạ thấy Facebook thấy tùm lum tùm la thấy mà không biết đang làm gì mà ảo lắm. Rồi mới thử coi hẹn gặp thử ngoài coi có ảo giống ảo như sao? Kiểu chụp hình đẹp lắm, thấy úp nhiều lắm. Rồi cái muốn họ gặp ở ngoài coi thử như thế nào coi có đẹp giống vậy không? Dạ, đúng không thử chứ cũng không có tính chuyện mà xa nữa à. Lúc đó cũng đang chia tay bạn gái. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Tầm khoảng tuần sau gì á. Cái cảm giác đầu tiên khi mà con gặp Vi thì sao? Thì thấy cái sống mũi cao quá giả. Phát hiện liền luôn rồi sao? Dạ thấy, nhìn là biết rồi. Có hỏi thẳng luôn không? Dạ không, nghĩ đầu nó chì làm sống mũi cao dữ trời. Tại lúc nó mới làm nó chưa có. Tại cũng có nhiều người làm mà thấy cũng không có cao như vậy nữa. Làm quá lố luôn. Quá lố. Thế còn Vi thì lần đầu tiên em gặp anh này ở ngoài đời thì sao? Thấy ngon thiệt không? Em thấy mắc cười. Ảnh ở trên hình thì nhìn có vẻ là chững chạc. Mấy người mà Hồng Kông mà hay ngồi uống trà đạo rồi các kiểu. Nhưng mà cái lúc nói chuyện qua tin nhắn á, thì thấy ảnh có vẻ cũng rất là hài hước, cũng vui. Thế là hẹn gặp thử coi sao. Mà cái lúc gặp nhau lần đầu tiên á, không có ý định gì hết, chỉ là ý định làm ăn thôi. Tại vì cái lý do ảnh hẹn em ra, ảnh hỏi em làm nghề gì. Lúc đó em kêu là em làm social selling. Anh hỏi là ủa cái đó là gì em? Thôi em ra em gặp mặt đi rồi mình nói cho rõ, chứ anh không hiểu cái đó là cái gì. Ổng nhắn tin cho mình, ổng hỏi là ủa em xinh như vậy rồi có bạn trai chưa? Em cũng nói là em chưa có. Anh cũng chưa có bạn gái nè, không mấy mình hẹn hò nhau đi. Thêm một cái nữa là đây là cái người đàn ông đầu tiên mà nhắn tin với gái mà đi ngủ trước. Đó là mới có 10:30 thôi mà đang nhắn tin, hai đứa đang tâm sự tới cái đoạn cao trào của câu chuyện luôn. Thôi anh buồn ngủ, anh đi ngủ trước nha, lát em ngủ ngon. Em bị chưng hửng luôn á. Giai đoạn đó là con cũng mới chia tay bạn trai, trùng với cái khoảng thời gian mà anh chia tay bạn gái cũ. Mẹ có nói là sao tôi hết được trước giờ mày không có quen thằng nào ra hồn hết á. Mẹ mới đưa cho cái cuốn sách là nói về luật hấp dẫn á. Thì mẹ kêu là đọc cái cuốn này đi, rồi mày coi là mẫu người lý tưởng của mày sao đó, mày sử dụng y vậy cho tao coi kết quả làm sao. Kết quả là nó đúng, là nó xảy ra đúng thiệt. Từ cái gu ăn mặc,
từ cái ngoại hình. Tức là con can vô bạn này là đúng vậy luôn. Dạ đúng rồi. Là trước đó, trước khi gặp anh này là con đã làm một cái bản ước mơ kiểu vậy. Thì hoàn cảnh gia đình luôn, nói chung là có nhiều cái nó trùng hợp. Dạ, cái cuốn đó là cuốn gì hay quá vậy? Thôi em đừng, em hết cửa. Em không có xài được để giới thiệu cho các bạn. Khi mà em gặp bạn này á, thì em có thấy bạn này có giống như là cái gu của em không? Dạ không. Trả lời thẳng thừng luôn. Rồi bây giờ hỏi thẳng luôn, cái gu của em đó là gu gì? Gu em là cao, không có sữa gì hết á. Mà gặp cái sữa hình như lúc đó động càm nữa hay gì á. Không có, sữa mũi. Rồi mà bị lùn nữa. Cái nhỏ cũng cao mà. Con cao nhiêu vậy? Dạ 1m58 ạ. Thấy không giống như chụp hình rồi. Cho nên bởi vì mới ngồi im giống như uống trà đạo vậy hả? Dạ lúc đó uống trà đạo. Hôm bữa đầu tiên gặp uống trà đạo. Trà đạo luôn. Em có về em kể cho mẹ nghe là em áp dụng cái cuốn lực hấp dẫn đó. Có kể về chàng trai này nhiều không? Thì không có kể về nhiều. Mẹ có gửi cho em một cái clip. Cái clip nhóm anh này thi ở bên Trung Quốc. Mẹ kêu là trời sao cái nhóm này nó nhảy đẹp quá, tạo hình bông sen đồ các kiểu bằng đèn led á, sao mà đẹp quá. Rồi cái thằng mặc áo đỏ, cái thằng đó đẹp trai quá ha. Cái là thằng mặc áo đỏ là anh này. Vậy là cô có coi cái nhóm của con đó? À, là cái nhóm đèn led mà múa mà cái nhóm mà thi cái chương trình gì của Trung Quốc, thì chương trình rồi, cũng lớn lắm á, có talent á, có diễn cái bài đi cấy gì đúng không? Dạ. Rồi các em là quen nhau bao lâu thì mới chính thức ở chung với nhau? Tụi em chính thức quen nhau là sau 3 ngày. Cái 3 ngày mà tụi em quyết định quen nhau á là 3 ngày đó tụi em đi cà phê với nhau sáng đêm luôn. Cái tới ngày cuối cùng á, sáng 8:30 là em đi quay phim, thì ngồi cà phê tới 8 giờ anh này chở em đi quay luôn. Thì sáng đêm luôn thôi. Bữa đó lên phim trường ngủ như con gà mờ. Tối hôm đó ảnh kêu là thôi em đừng có về nhà, tại vì nhà em bên quận 7 nó hơi xa. Nhà ảnh ngay Thành Thái thì nó gần. Thôi em đừng về nữa, qua bên anh ngủ đi. Em cũng lưỡng lự. Ảnh kêu là yên tâm đi, anh không có làm gì đâu. Anh chỉ ôm ngủ thôi, để coi coi ổng sao. Coi ổng có uy tín không. Có uy tín không? Có uy tín. Đó, nói được làm được đó. Có hung cái không? Không luôn. Tụ hôn đầu tiên của các em là có phải trong 3 ngày không? Dạ không, 1 tuần sau. Sau cái 1 tuần đó là tụi em dự định là đi du lịch chung với nhau. Ảnh hôn xong rồi ảnh mới nói là anh định là đợi cái nụ hôn này để tới lúc mà đi Đà Lạt á, nó có khung cảnh nào các kiểu, trao nhau nụ hôn đầu tiên cho nó lãng mạn. Nhưng mà bây giờ không chịu nổi. Rồi tụi em lấy nhau là bây giờ được 2 năm. Dạ. Đúng không? Bây giờ chúng ta đến với cái phần gọi là vạch mặt nhau. Cho em kể trước đó. Cô ấy có nhiều tật xấu, có nhiều tật xấu không nè? Nhiều lắm cô. Giờ xuống chung mới biết là nấu cơm nấu nước cũng không có nấu. Dân tiệm mà. Ủa không biết nấu ăn gì hết? Dạ biết mà ít nấu lắm, vì nhà cửa nó không dọn dẹp bà. Bề bộn. Dạ. Không nấu ăn. Dạ. Lúc mà trước quen á thì chia sẻ nhiều lắm. Sao quen rồi chia sẻ không? Không vô. Là người nào chia sẻ? Là hai. Cả hai luôn, hai nói chuyện nhau là vô. Không vô luôn. Không vô giống như mình bị dụ vậy. Vô duyên. Trời, vô duyên ghê. Chứ nữa. Em đi diễn gì nhiều á, rồi cổ có ghen không? Dạ, hình như hai chồng không có biết ghen. Chưa tới giai đoạn đó hay sao mà. Chứ hay vì cũng ở nhà không mà em cũng không có gì để ghen. Em cũng đi làm, đâu đi làm giờ làm kiếm tiền không mà. À. Vi không ghen luôn? Dạ không, tại vì em biết được cái giá trị của anh này như thế nào, mình đặt niềm tin được. Hiện tại là hai vợ chồng em đều ở Thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại thì em vẫn đi lên đi xuống giữa Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa? Tại vì con thì để ở dưới Cần Thơ cho mấy bà trong. Ở trên đây thì chỉ có hai vợ chồng thôi mà anh đi suốt, anh đi làm, nói chung là anh bận biểu lắm. Mà một mình em thì quay với con á thì sẽ không có chu toàn được hết mọi thứ á. Mẹ với dì kêu là thôi về dưới đi, có gì mẹ với dì phụ. Mẹ con là ở dưới Cần Thơ hả? Dạ. Trời ơi, bạn bè Facebook nhau tôi cứ nghĩ bà đâu ở vòng vòng Sài Gòn, tôi đâu nghĩ bà dưới Cần Thơ đâu trời. Không có xác định được địa lý. Xác định được luôn á. Ồ vậy. Rồi hả? Bây giờ nè, anh đang rất tò mò muốn biết cái bí kíp đó là cái bí kíp gì và ở trong đó nó có cái gì nè. Trước khi em nói về tật xấu của ảnh. Đây cũng không phải là bí kíp gì dữ dội, nó chỉ là một cái cuốn sổ để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc mà tụi bản thân em thôi, chứ không phải tụi em nha. Bản thân em cảm thấy những cái này là những cái nó chân quý. Từng cái tin nhắn lần đầu tiên ảnh nhắn cho em mà những cái tin nhắn mà nó có ý nghĩa, gọi là nó chạm tới cảm xúc của mình á. Mình lưu lại cho anh mượn coi được không? Dạ được. Nó cũng hơi cổ rồi đó, cho nên là cẩn thận, nhẹ nhàng. Anh thấy em rất là xúc động nghe. Dạ. Cuốn này là nó cũng bắt đầu hình thành là cách đây cũng 2 năm à. Dạ. Xin phép được đọc mà cái dòng đầu tiên. Đố anh biết .. em đang nghĩ gì. Có thể hơi trẻ con nhưng đây là cách em cất giữ những kỷ niệm cho riêng hai đứa mình. Cùng em chơi nhé, em sẽ viết trước
rồi gửi lại anh để cả hai cùng vẽ tiếp cái kết của câu chuyện này nha. Mèo yêu quái. Ồ, quý lắm nghe em. Con phải in nó ra đúng không? Con dạ, in ra. Cái thời điểm con làm cái cuốn sổ này là hai đứa quen nhau kỷ niệm được một tháng. Thì là con phải ngồi con lục lại hết tin nhắn từ đầu để chụp lại những cái nào nó cảm thấy nó ok. Nhật ký tình yêu của hai đứa. Cái này mình làm thì giống như là để mình sau này một thời gian dài á, mình xem lại thì nó gọi là nó có được một cái nơi để lưu trữ lại những cái khoảnh khắc ban đầu. Thời gian sau này sẽ có nhiều cái mâu thuẫn xảy ra, thì sẽ có những cái giai đoạn mà mình không còn cái cảm giác như lúc ban đầu nữa. Thì đây sẽ là những cái thứ mà nó giúp mình nuôi lại cái cảm xúc đấy. Hay quá. Vợ con là một người nội tâm, có những điều rất là sâu sắc. Có nhiều cái vợ con còn để trong lòng, vợ con chưa có nói cho con nghe. Đó là cái tình cảm mà vợ con dành cho con rất là nhiều. Ví dụ như là vợ con thương con 10, nhưng mà vợ con giấu ở trong lòng 4. Nhưng mà con phải hiểu là bạn là cái người mà nhìn những cái nó bao quát, cái chi tiết, những cái tiểu tiết, những cái lặt vặt là bạn không có để ý. Người vợ á, cảm thấy là con hơi bị vô tâm á. Trước khi con cũng vẫn nói, gặp anh này là con cũng xác định được là sắp tới mình sẽ phải sống như thế nào rồi. Ban đầu thì có những cái ý như là con thể hiện rất là nhiều, có lẽ cái này là con cảm nhận thôi. Cái thời gian đầu á, ảnh hay nói là trời em bớt diễn đi. Có lẽ là do cái công việc trước đây á, thì nó có một cái định hình không tốt, thì có lẽ là có những lúc mà mình thể hiện nó hơi quá, cái cách thể hiện của mình á nó cũng hơi nồng nhiệt quá, thành ra người khác họ bị ngợp. Và với cái tiếp người mà thực tế như thế này nè, thì họ không tin cái điều đó. Cũng không phải là do con không nói, mà là do ông này ông bận lắm. Lúc đầu thì còn có nhiều thời gian để đi cà phê nói chuyện nhau, sau dần dần thì nó không còn cái thời gian để nói chuyện nữa. Thì có những cái là nó qua rồi thì thôi. Vợ nó không có diễn đâu, thương con lắm á. Đúng á, hồi nãy bạn cô nói chuyện là cô thấy bạn rất, coi là vợ con rất là thương con. Bây giờ khui tật xấu ông đi. Đàn ông thì cũng có vài tật linh tinh thôi. Như là ví dụ như bề bộn, thì trước lúc mà mới quen không bề bộn lắm đâu, mà kiểu như quen một thời gian rồi á, chắc tại thấy con cũng bề bộn nên bề bộn theo. Bề bộn thôi hả? Dạ, với lại cái kiểu mà hay nóng tính thôi. Có lãng mạn không? Không lãng mạn. Những cái ngày lễ á, không tặng quà nhưng mà sẽ rủ đi coi phim, rủ đi cà phê. Đó cũng là một cái gọi là cho cái có cái gì đó nó khác với ngày thường cũng được. Rủ đi cà phê cũng được, dạ, rủ đi coi phim cũng được ha con ha. Không biết tặng quà gì luôn con. Tại vì tiền là vợ giữ à hay gì? Không. Dạ không, hai chồng độc lập, tiền ai lấy xài. À vậy đó hả? Vậy thì con phải tặng quà nha. Dạ rút kinh nghiệm. Ừ rút kinh nghiệm nha con. Ngày 14 tháng 2 năm vừa rồi á, là lúc đó là con đang mang bầu em bé. Sáng sớm đi xuống dưới nhà thấy anh này anh lụi cụi, anh làm hoa, làm bông rồi các kiểu. Cái nhà thì cầu thang xuống nó sẽ có cái vách tường che như thế nè. Mình đứng mình nhìn ra mình nói ủa ông này ông làm gì ta, lẽ ông tặng hoa cho mình mà chắc không có đâu, tính ông này không bao giờ vậy. Cái mình ra mình hỏi ủa anh làm gì vậy? Làm bông tối diễn. Ôi không đã vậy còn đế thêm câu chứ không lẽ em nghĩ anh tặng em. Trời ơi. Không thẳng qua thẳng luôn. Ừ, ông thẳng mất. Xong cái tối cái hai vợ chồng đi với nhau, đi chơi với nhau, cái nhìn thấy người ta bán hoa bên đường á, con không nhớ lúc đó con nói câu gì á, cái ổng ấy nói là tính mua hoa tặng mà tại đi chung rồi tặng hoa không có gì bất ngờ nên phải mua. Không, mà tại vì bạn nghĩ như vậy thì dạ, nó nói như vậy. Thằng nghĩ sao nó vậy à? Em mong muốn xã em thay đổi điều gì? Chỉ có một cái là cân bằng giữa cái việc mà công việc với lại cái sức khỏe. Chồng em thì bị cái tật là tham công tiếc việc kinh khủng lắm. Ảnh bỏ bê bản thân nhiều lắm. Cái thời gian mà em về quê chăm con thì ở trên này ổng coi như là ổng xả vàng luôn. Ăn uống thì ăn ở ngoài. Con cũng sợ là không đủ chất cho nên là con mua thêm thực phẩm chức năng cho uống. Phải nhắn tin lên anh ơi uống thuốc chưa. Nhắc vậy đó mà vẫn uống ngày không. Cuối cùng là không uống luôn. Thì chỉ có là cân bằng lại, nghĩ tới cái sức khỏe và nghĩ tới bản thân mình nhiều hơn. Bởi vì mình còn đi đường dài nữa. Còn tiến. Chỉ muốn vợ con là công việc ở nhà sắp xếp cho nó gọn rồi cho nó sạch sẽ ngăn nắp thôi. Với hai vợ chồng cố gắng sắp xếp làm chung công việc, san sẻ công việc với nhau là ổn. Giờ gì nè, đây là cái mong muốn của anh. Hôm nay nhân kỷ niệm đến với chương trình này, anh rất muốn nghe em nói một vài lời gì đó với vợ của mình. Cảm ơn em đến bên anh. Xin cho anh bé xô, anh yêu em. Lần đầu tiên luôn á. Đó, lần đầu tiên mừng không? Không, dạ, không đi. Không cái đi. Hùng ngồi bả cái đi. Cưng quá trời. Bả hùng ngồi đi. Chúc cho hai em nghe. Dạ. Sẽ luôn luôn yêu thương nhau. Cảm ơn hai em. Cảm ơn hai đứa nha. Cảm ơn Ngô. Bonjour monsieur, bonjour madame. Ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. Bonjour. 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 Bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur.
Monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. Đúng không? Chào chị. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào khán giá. Có mặt cô đây. Con tên là Đình Hải Phan, con 34 tuổi. Đình Hải Phan tức là Phan Đình Hải, Đình Hải đó, đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mọi người tôi hiểu? Dạ. Giờ mời em. Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và lại gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Không nhớ kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. Rồi sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi. Nhưng mà con không có gặp được á. Nghĩa không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớ mắc cười lắm, nên con cũng ấn tượng. Giống bây giờ thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống á, thì kêu tóc té xuống. Rồi Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời, thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chút. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Là một hai cô thôi. Em, là con một đó. Hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng một tháng ấy. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè. Rồi thấy cũng an toàn, có bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, yeah. Có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn, con muốn ghé để gặp để chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Sao nhanh vậy? Xong cái con hỏi anh, con nói trời sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể biết hiện rồi. Rồi. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà, anh coi đến về nhà của anh thôi, anh vô anh gặp một tí xíu để nói chuyện thôi rồi chào thôi. Chứ không có gì hết.
thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Con là bạn thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng chắc như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn được. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Chứ bây giờ sao? Vậy thôi. Cái đó chỉ là vậy thôi. Đúng không? Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con. Không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà anh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó, thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn xí nhan cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp. Rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia đó, thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là có đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu, một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con cũng thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con cũng thích đồ ăn ở đây nữa. Nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Và Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép á. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chả Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ. Bún nước mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Thôi bây giờ con nói trước đi. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay đánh rắm, hay thả bom á. Nó hay chọc con á, nó hay chọc con á. Ảnh nó là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á, thì con thích diện đồ. Còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo con thun giãn giãn mát mát một xíu mang giúp Lào. Rồi còn gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á. Chú, ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Tụi tiếng Pháp đó. Tụi tiếng Pháp đó. Merde, putain de merde. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to lắm. Đâu thử ra, đâu cái lúc putain, merde, je l'ai mort. Có hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la, giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vô không hiểu, vô tức thêm. Không phải đâu. Lúc mà anh vô cái thế tức là anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Anh có lãng mạn không? Người Pháp là cực kỳ lãng mạn. Nhưng mà anh ấy là sao? Trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu. Mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Bé này chắc có lẽ là thích cái kiểu mà lãng mạn mà thích bằng mà kiểu mà đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó đúng đó, không? Hoa cỏ mùa xuân rồi này kia phải không? Nhảy nhót ngắm hoàng hôn. Dạ cái đó không bình có. Minh không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn.
thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Chết rồi, vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á, rồi sao ta? Chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Con mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. Vô tư. Tức là bớt vô tư vô tâm lại ha. Bây giờ tới Đình Hải đó, vợ con có những tật xấu nào? Chửi con ngoài, chửi con ngoài. Con bị tự kỷ luôn không? Mệt chửi hoài. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Thì con hay làm biến á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm biến. Con thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á. Thì mỗi lần mà trưa trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ. Con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á. Thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con. Quạo con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ lúc, chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? Ngủ không? Không đi ngủ. Đúng rồi. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Không có gì khác nữa. Chỉ có cằn nhằn hay chửi mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet cũng chửi rồi. Hả? Đi toilet cũng chửi. Ngồi toilet lâu lắm luôn. Tại vì nhiều lần á nên sao đi toilet mà trời. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bác ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Người ta đi nhiều lần cũng chửi người ta nữa. Một ngày đi mấy lần rồi? Chắc cũng hai ba lần. Hai ba lần. Sáng, một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong đi. Ngủ trưa dậy xong đi ế nữa. Cũng chửi. Bị chửi rồi. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Nghiền toilet, nghiền. Ủa nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Hát tặng khán giả một bài đi. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Nên đi hỏi người ta có phải thầy không? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn con. Hồi nãy bước lên là chú tưởng là người Hàn Quốc. Dạ. Ngọc biết không? Cái cách lãng mạn của chồng con là đúng, thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm. Thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha, chồng con rất là lãng mạn luôn á. Như chưa? Bây giờ tại sân khấu này, con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Anh muốn nói anh sẽ yêu mệt anh mãi mãi nha. Rồi. Trời, okay. Anh sẽ yêu mãi mãi. Xin cảm ơn hai con. Chào chị Em Vân ạ, chào anh Út Thuận ạ. Sao có căng thẳng không, mặt buồn vậy? Em thấy cô vợ rất tươi nè. Rung hả? Không biết rung. Mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Sĩ Trung, quê ở Bình Định. Em đang làm ở Sài Gòn. Em đang quản lý cái cửa hàng sửa chân thoại. Trung đang nhiêu tuổi rồi? Em 31. 31. Dạ. Trung quản lý cái cửa hàng vậy chứ Trung có chữa được điện thoại không? Dạ có chị. Ồ vậy ra cái cửa hàng điện thoại đó ở đâu? Cửa hàng em ở bên quận 3 chị. Quận 3 hả? Dạ. Ồ chút xíu xin địa chỉ nha. Dạ. Đừng gì nói luôn đi. 237-64 Trần Văn Đan. Trần Văn Đan. Rồi, rồi mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Thuận ạ. Em là Thủy Linh, em hiện tại là đang ở Bình Định. Hai vợ chồng cùng quê đúng không? Dạ. Công việc của Linh. Dạ hiện tại thì em ở nhà với con, với có mở một tiệm photo nhỏ ở nhà luôn. Rồi. Hai vợ chồng bây giờ hiện giờ đang ở Sài Gòn luôn. Dạ chứ không, hiện tại anh là ở Sài Gòn còn em là đang ở Bình Định. Ủa em đang ở Bình Định hả? Dạ em. Rồi nuôi con ở Bình Định luôn. Dạ em. Một mình con. Anh lên Sài Gòn luôn. Dạ. Dạ. Em có bầu con nhỏ đúng cái đợt dịch đợt Tết năm đó đó chị. Rồi anh đã cho ba mẹ con em về quê ở. Anh nó kỹ tính lắm. Con mấy tuổi rồi? Dạ con em hiện tại là 15 tháng. 15 tháng đúng rồi. Linh dưới Trung là hai bạn là cùng quê hương với nhau, cho nên là hai bạn là quen nhau từ ở quê đúng không? Tình cảm của hai bạn là gắn kết với nhau là từ cái hồi mà các bạn còn là học sinh đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi, hay quá. Chưa? Lần đầu tiên. Chưa? Lần đầu tiên luôn. Là hai đứa quen nhau Bình Định hả? Dạ ở quê luôn vậy. Ừ. Quen nhau sao này? Quen cái hồi từ hồi mà chat Yahoo á.
Em lớp 11, vợ em là lớp 10. Mà chat sau nói chuyện quen, cuối cùng là vợ em là sát nhà ngoại em luôn. Sát nhà ngoại luôn. Ngờ là như là hàng xóm. Dạ, suốt ngày cứ nói đi với má là con về ngoại nha má. Mà thật ra là ghế nhà ngoại một tí rồi xong lại ghế qua nhà em. Không có nhà em. Cứ nghĩa là năm lớp 11 là bắt đầu biết nhau. Bao lâu thì các em mới gặp mặt nhau ngoài đời? 3-4 tháng gì đó. 3-4 tháng. Bao lâu thì mới đầu có chủ động là tỏ tình? Thì khoảng thời gian đó luôn anh. 3-4 tháng là tỏ tình luôn. Dạ. Hai đứa là học chung với nhau lớp bắt đầu 11. Rồi bắt đầu em lên 12 rồi thi đại học. Rồi thi đại học là lúc ấy còn chung với nhau nữa không hay là mỗi đứa một ngành? Lúc mà quen nhau được một năm mà lúc đó là tụi em là hết. Hết quen hả? Hết quen. Nghĩa là quen nhau một năm là hết phổ thông trung học là không quen nữa. Dạ đúng rồi. Lý do vậy? Em kể vào đó đi. Dạ thì hồi đó cũng trẻ con lắm chị. Em lên nhà anh thích chơi á. Kế nhà anh là có bán kem. Em nói là anh ơi đi mua kem cho em ăn. Anh không chịu đi mua. Em hờn xong cái em về em chia tay anh luôn. Ủa vậy thôi đó hả? Dạ vậy thôi á. Kem thôi đó. Lúc đó là bé lớp 11 hay lớp... Dạ em lớp 10. Còn em lớp 10, bé này lớp 11. Dạ đúng rồi. Rồi vì một cái cây kem mà không chịu đi mua mà chia tay nhau. Em ơi cây kem nó đâu có nhiêu tiền, tại sao em không mua kem? Cái hồi đó là cái tiệm kem á, là tiệm của bạn thân em. Hồi đó là em với bạn thân đang hờn nhau á, nghỉ chơi á. Đang giận nhau đó. Đúng rồi, cái thành ra là mình không có qua được. Mà đó là bạn trai. Đúng rồi bạn trai. Hai thằng bạn trai nhau đúng mà không? Đang nổi điên mà làm sao qua được đúng không? Dạ. Bạn bé này nó không biết. Đúng rồi. Cho nên giận em luôn. Nó cứ nặng nặc nó đòi mua kem. Dạ, nghỉ chơi đó cho rồi đi. Ủa nhưng mà tại sao không mua kem chỗ khác mà nhất quyết phải làm mua kem chỗ đó? Thì em thấy gần nhà nó em lên mua chi tiện luôn. Nhưng mà em có biết cái lý do vợ mình giận là vì cái nguyên nhân là cái kem không chung? Không anh, không biết luôn anh. Ủa sau vậy này hả? Biết luôn á. Dạ đúng rồi. Sau này mới biết luôn. Lúc đó là tụi em giận nhau luôn. Khi đó là giận là thời gian đó là em tốt nghiệp xong. Là em đi học, vô Sài Gòn học. Rồi em buồn á, em mới nghỉ học, em đi đăng ký nghĩa vụ quân sự, đi 2 năm rưỡi em mới về rồi học lại. Là em về Sài Gòn học hay là về Bình Định học? Em về Quảng Ngãi em học. Về Quảng Ngãi học. Dạ. Rồi nguyên do gì mà hai đứa gặp lại nhau? Thì hồi đó là em chia tay rồi là em có quen một mối tình khác á. Xong cái nó cũng đổ vỡ. Em cứ hay đăng status trên mạng á. Anh đây thì nhảy vô. Lúc đó có Facebook rồi đúng không? Dạ, lúc này có qua Facebook rồi. Mà anh đó kết bạn với em không biết, không nghĩ là người yêu cũ gì đâu. Hồi đó. Em cũng đồng ý xong mà anh vô anh an ủi em gì đó rồi xong về Tết về là gặp tại Bình Định á. Trong lúc đó là tụi em tìm hiểu lại dạ. Đúng không? Vậy đó. Vậy là các bạn coi như là quen nhau một năm chỉ vì một cây kem mà coi như là mất nhau 4 năm dạ, rồi. Đứt đó. Dạ. Mà đó. Em thì không biết cái chuyện đó đúng không? Đúng rồi. Em còn thương cô này không? Thời điểm đó. Tới giờ là em chỉ có thương một người. Một người là người một con gái này. Một người. Dạ. Trong 4 năm em vẫn còn thương đúng nhớ rồi. Cô này đúng không? Em vẫn tìm ngầm tìm hiểu sau á. Cái thời gian mà rảnh là cuối tuần là bộ đội là được gọi về cho người nhà đó. Là mình điện thoại mình nghe giọng chị. Mình nghe tầm khoảng vài giây là mình cúp. Em không nói là em luôn. Đúng rồi. Em chỉ có điện thoại sao em nghe. Ồ, càng trai si tình. Mà hồi đó thì ngồi bàn á chị, em đâu có biết số của ai đâu. Không, hồi đó là cái nghĩa là nghe gọi xong chỉ cần bên kia alo là đã cảm thấy hạnh phúc rồi đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết là 4 năm qua mình mất nhau là chỉ vì cái kem. Khi mà cưới anh. Lúc đó em mới hỏi lý do tại sao chia tay anh đúng không? Dạ đúng rồi. Thì cô mới nói ra là vì cây kem đó thôi. Đúng rồi. Vậy là bạn em nó hại em rồi. Bạn thân của em á, bạn bán kem của em mới hại em rồi. Bạn em mới thân lại nữa chứ, mới thân lại hồi 2015 nữa chứ. Hai đứa mới thân lại luôn. Là giận từ hồi đó luôn á. Có nghĩa là trong suốt mấy năm trời là em vẫn luôn luôn tìm hiểu về cô bạn này. Dạ, âm thầm. Sau khi mà tụi em gặp nhau ở Bình Định trở lại đó, bao lâu thì làm đám cưới? Em quen lại là hồi 2013. Là 2018 là em tụi em cưới. Trời tôi 5 năm luôn hả? 5 năm sau. Thật sự anh muốn hỏi cái cảm xúc của em khi gặp lại Linh thì như thế nào? Lúc đó là cái trong đầu em là chỉ có nghĩ về cái một cô thôi à. Không chinh phục được, không yêu được, không chinh phục được là cứ gọi là em mặc định trong đầu khi nào mà cái cô này nếu mà chỉ lấy chồng á thì lúc đó là em mới bắt đầu quen. Mới quen người khác. Đúng rồi. Còn nếu cô chưa lấy chồng thì em vẫn cứ chinh phục hoài luôn. Và nó có khó khăn. Đâu lúc đó là bạn này có bồ rồi. Lúc đó là khi mà em gặp lại bạn này á là lúc đó em đã hết chưa hay là gặp hết lại rồi. Bạn này rồi em mới hết người kia? Dạ đã hết rồi là lúc đó là em đang tâm trạng này kia xin status trên Facebook á. Lúc đó mới ăn là đang buồn quá rồi xong mới gặp lại bạn này đúng không? Khi gặp lại em thấy cái người đàn ông này sao? Em có cảm xúc dào dạt không? Từ hồi đó tới giờ mà anh chưa có quen ai, anh chờ có một mình em á thì em thấy
anh này quá đặc biệt rồi đúng không? Kiểu chung tình đó chị. Nhưng mà lúc đó đã yêu chưa? Hay là lúc đó dạ, chỉ lúc có... đó mới có xúc động thôi à. Tới năm thứ mấy thì bắt đầu em mới yêu cái người đàn ông này? 2013 gặp lại nè. Thì tới 2010 mấy em bắt đầu cảm thấy yêu người đàn ông này? Dạ cũng trong năm đó luôn á chị. À 2013 yêu luôn. Em nghĩ là khi gặp lại là bạn này đã phải tranh thủ rồi, không thể nào vượt mất em thêm một lần nữa. Ừ, 5 năm sau. Nhưng mà lý do phải sao tới 5 năm mới cưới? Mà 5 năm sau là mới cưới đây. Em là ở quê, cái điều kiện ở quê đó nó gọi là nhà không có điều kiện á chị. Em mặc định đầu là để xây một cái nhà khang trang cho ba mẹ. Sự nghiệp. À, rồi sau đó công việc thì mới cưới. Có chung sống, có sống thử với nhau trước đám cưới không? Bọn em lên Sài Gòn và bọn em ở cùng phòng trọ. Là có sống thử không? Cùng phòng trọ cùng thôi chị, chưa có tiếp xúc. Chứ không cho đụng chạm? Dạ không, em không cho. Sống chung trong bao lâu trong cái phòng trọ đó? Tầm hơn một năm á. Hơn một năm mà? Dạ. Hai năm nữa hả Trung? Mà cô ấy không cho đụng chạm nó không có cho em làm gì luôn á. Đâu thì mình làm cái gì? Mà làm phòng ngoài thôi. Trời ơi vậy hả? Vậy mà em bộ. Giữ cho đến ngày cưới luôn. Dạ. Bây giờ đã yêu nhau mà ở chung với nhau mà không cho một cái gì cả. Anh hỏi cái tâm trạng của em á, mỗi đêm về em có bức bối trong lòng không? Chắc chắn rồi. Chắc chắn rồi, cho mình không thể nói được rồi. Mình rõ ràng mình, luôn rồi. Mình yêu cũ quá thì mình phải chấp nhận. 7 năm trời đúng không? Thì là em chỉ có để dành cho cái đêm đó thôi. Nghĩa là vợ muốn rồi đó. Thì nhiều lúc mình muốn nha, khi mà vô là mình nghĩ tới vợ mình thương mình không có đỡ. Rồi chị hỏi em nha, xong cái đêm tân hôn rồi, hai đứa đã hoàn toàn thuộc về nhau rồi, thì em có thấy là em bị phí của trời bao nhiêu năm không? Cái này chị hỏi thiệt. Dạ thấy cũng hơi tiếc tiếc. Đúng không? Tiếc không? Rất nhiều những người đã bị cái trường hợp như vậy và cảm thấy là bởi vì cái đó nó là tạo hóa, họ ban phát cho con người, nó giống như là một món quà của thiên nhiên ban tặng vậy đó, mà tự nhiên mình không thừa nhận cái món quà đó, xong mình tự mình phải khổ hạnh với bản thân mình. Khi tụi em đã thực sự yêu nhau rồi và hai người, cái người này đã chung tình với em tới cái mức đó rồi và chấp nhận sống chung một nhà trọ rồi mà đè nén cả năm trời như vậy, tự dưng á mình thần kinh mình bị tê liệt luôn á. Cái đó chị nói thiệt. Bây giờ đè nén đúng không? Nhưng mà bây giờ muốn hỏi là cái đêm tân hôn á là nó có trơn tru, nó có suôn sẻ không? Dạ vì hai đứa cũng là lần đầu của nhau á nên lây hoay miết là không làm được ăn. Thì đó chắc chắn rồi. Là đêm tân hôn không có rồi. Dạ đêm tân hôn không có, không có suôn sẻ. Dạ phải qua đêm hôm sau chứ đêm đầu không làm ăn được gì hết trơn. Sáng ra phụ huynh có hỏi điều gì không? Dạ chắc ở nhà cũng biết. Bây giờ là hai đứa là lấy nhau được coi như là tổng là mấy năm rồi? 2018 chứ. Là 2 năm quen nhau là mấy năm trời luôn. Bây giờ là được một bé chứ? Dạ hai bé. Hai bé luôn. Dạ. Một bé lớn thì mấy? Dạ em sinh đôi. Sinh đôi luôn. Trời đã quá vậy. Dạ. Hèn chi bây giờ là ở nhà phải có bên nội. Bên nội là về ngoài. Em ở Bình Định nhưng mà là em ở nhà chồng hả? Dạ em ở nhà chồng. Vậy hả? Vậy thôi chúc mừng. Hai bé trai hay là hai bé gái? Dạ, hai bé trai. Ôi đã quá. Vậy là đó. Thôi, rồi bây giờ nè, cái thời gian coi như các bạn yêu nhau rất là lâu. Dạ. Và bây giờ là lấy nhau và bây giờ có hai mặt con như vậy. Bây giờ anh muốn hỏi là bây giờ cái cuộc sống của hai đứa bây giờ là có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Chồng của em là chỉ có một tật duy nhất là anh nó nhậu rất là nhiều. Vậy hả? Lý do gì mà em nhậu nhiều? Có bị nghiện nhậu không? Dạ không anh. Nếu ở nhà thì muốn không hết được 1/3 lon bia. Nhưng mà ở ngồi đi gặp bạn hay đi giao lưu trong cái mối quan hệ mình làm ăn á thì một thùng thì chung là em cũng không biết nữa. Vậy đó hả? Mà em uống bia thôi gì? Dạ uống bia. Nhưng mà ví dụ như nếu một đêm mà em không uống thì sao, có nhớ không? Nó khó ngủ à, nhậu mà. Dạ. có về có gây phiền hà đến những người xung quanh không? Dạ anh nói nhậu về hả, nếu mà anh bảo em làm gì là em phải làm y cái đó cho anh, còn nếu mà em mà không làm là anh suốt ngày anh càm ràm phải làm được cho anh, rồi anh mới lúc đó là mới xong xuôi gọi là mới cho đi ngủ. Còn không là anh càm ràm miết luôn, nên em biết cái tính của anh á. Anh về mà anh nói em ơi làm cho anh cái này, em ơi làm cho anh kia là em lẳng em lo em làm. Rồi xong đó mới yên tâm. Dạ. Coi như ổng khi nào ổng ngủ thì mình mới ngủ được, còn nếu mà mình không làm á là ổng càm ràm không làm luôn. Nó miết cho mình làm luôn á chị. Bao lâu em mới về thăm vợ? Sáng về một lần. Sáng về một lần tại mình. Về có tranh thủ thăm vợ không hay là đi nhậu? Dạ cũng đi nhậu anh. Ủa gì kỳ vậy? Tháng về được có một lần mà không chịu ở nhà với vợ với con mà lại đi nhậu là sao? Em trốn mà bạn nó tới đó bắt luôn. Dạ. Thăm ông bạn bán kem luôn. Không, bạn bán kem thì nhậu ở trong này rồi. Còn vợ em có tật xấu gì? Vợ em thì hay cằn nhằn. Cằn nhằn. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Cằn nhằn với càm ràm thôi. Càm ràm, cằn nhằn.
Có nghĩa là em đi nhậu về là chắc là bị vợ cằn nhằn đúng không? Dạ. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Em thì chỉ mong muốn là chồng em là nhậu ít lại thôi và đi về đúng giờ cho em. À, còn em mong muốn vợ thay đổi gì? Em chỉ muốn vợ là lắng nghe, biết lắng nghe tí. Lắng nghe em? Cả em và bên ngoài nữa. Dạ đúng rồi. Ờ, vậy đó. Nhưng vợ lúc... em cứng đầu lắm hả? Cứng lắm. Ờ, dạ. Cứng đầu lắm phải không? Cứng, dạ. Rồi bao lâu nữa thì em có ý định là sẽ đưa vợ con lên Sài Gòn ở chung? Chưa, tại vì còn dịch á, em cũng ngại lắm. Em đưa con về quê là mục đích là để chăm cho nó không khí rồi. Đúng rồi, cứng tốt hơn. Hiện giờ hai đứa đang ở cái tình trạng gọi là yêu xa đó. Chị nghĩ là em nên dành cái thời gian mà một tháng ngắn ngủi của em mà được một ngày đúng không? Được ngày hay là ngày rưỡi hay hai ngày? Em về tầm khoảng 4-5 ngày á. Để dành cho vợ với lại con đi. Con tới một cặp lận. Ví dụ mình có một đứa, mình chừa cho nó, giờ mình phải thời gian mình nhân gấp đôi lên. Vì mình thấy hai đứa lận, đúng không? Dạ. Rồi thêm đứa vợ nữa là ba đứa đó, ba đứa con đó. Dạ. Thôi, bạn bè ít thôi, ví dụ về được 4 ngày thôi cũng cho chồng đi gặp bạn bè nửa buổi đi. Dạ, cái đó mình chấp nhận được chị. Ừ, nha em nha. Dạ, dạ. Chúc cho các em, đó, ngoài đúng. Cái việc là giữ hạnh phúc, anh chúc cho các em như là có nhiều cơ hội và có những cái may mắn nó đến.